Tiếp tục với các thông tin thời tiết cập nhật, chị Hạnh Quyên này, sáng nay tôi thấy là ngoài trời thủ đô Hà Nội có một lớp sương mù nhẹ. Vậy thì không biết là tình trạng này có diễn ra ở hầu khắp khu vực miền Bắc không ạ? Dạ vâng, tình trạng này thì sẽ diễn ra ở thủ đô Hà Nội và khu vực đồng bằng ạ, ít ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Còn với khu vực vùng núi, nhất là các tuyến đường đèo núi thung lũng thì sương mù khá dày, tầm nhìn chỉ vài trăm mét. Một số nơi thì còn có mưa nữa, sẽ khiến đường xá trơn trượt. Vì vậy quý vị hãy đi chậm, quan sát thật kỹ để bảo đảm an toàn. Sau 9 đến 10 giờ khi mà sương tan dần thì nắng xuất hiện, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khoảng từ 24 đến 28 độ, trời ấm áp. Bắc miền Trung, các thành phố từ Thanh Hóa đến Huế thì cũng sẽ có sương mù về buổi sáng. Đến trưa chiều thì trời có nắng, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ. Các thành phố phía Nam miền Trung, từ Đà Nẵng đến Phan Thiết thì có một số nơi có mưa trong buổi sáng nay. Đến trưa chiều thì đều có nắng, nhiệt độ dự báo đều không quá 29 độ. Nắng sẽ là thời tiết chủ đạo ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa 29 đến 31 độ, riêng Đà Lạt 25 độ. Miền Đông Nam Bộ sẽ là nơi mà nóng nhất cả nước. Biên Hòa, Tây Ninh, Đồng Phú 35-36 độ, nắng nóng. Còn đối với thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác 32 đến 34 độ. Vâng, cảm ơn chị Hạnh Quyên về những thông tin vừa rồi.